Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây đang là chiếc tai nghe L1 TVKS. Thì đây là một cái tai nghe Bluetooth không dây của Trung Quốc thôi. Tuy nhiên thì đây là một cái tai nghe mà mình mới được nhận được. Và hôm nay mình sẽ mở hộp cái tai nghe này ra để xem bên trong như thế nào và nó mang đến những cái trải nghiệm gì nhá. Ok, về phần mặt trước của vỏ hộp các bạn có thể nhìn thấy đây là toàn bộ những cái hình ảnh của cái tai nghe này rồi, bao gồm hai cái tai màu đen như thế này, có màn hình LED bên trên để hiển thị nhá. Ok. Về cạnh bên và cạnh sau cũng không có gì điểm nhấn đặc biệt cả. Đây, các bạn có thể nhìn thấy model này, nó ghi là model L1 TVKS. Đó. Sạc là 5V và mang Bluetooth version đó là Bluetooth 5.0. Đấy, chấm kết nối hiện tại. Tầm xa kết nối là 10m, các bạn có thể nhìn thấy là như thế. Và pin dung lượng của nó là 2200mAh. Thì đối với cái dung lượng pin như thế này, các bạn có thể sử dụng cái tai nghe này làm một cái sạc dự phòng luôn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ mở hộp tai nghe này ra nhé. Đây, bên trong nó đây, các bạn có thể nhìn thấy. Ok, phần tai nghe này, mình sẽ nhấc cái tai nghe này ra trước. Đó, xem bên trong còn gì nữa không nhá. Đây, phần khuôn này thì không có gì. Bên trong này nó sẽ có thứ nhất là giấy hướng dẫn sử dụng rồi, ok. Thứ hai là những cái bông để nhét vào tai như thế này. Đấy, nó sẽ có các cỡ to, cỡ nhỏ và cỡ trung. Thì cái lắp sẵn vào máy nó là cỡ trung rồi, ở đây sẽ còn cỡ to và cỡ nhỏ. Tiếp đến là một cái dây sạc micro USB rất là thông dụng, phổ thông rồi. Đấy, các bạn có thể sử dụng cái dây sạc này với nhiều thiết bị và rất dễ dàng để tìm kiếm cái dây sạc này thôi. Ok, chúng ta sẽ quay lại với nhân vật chính. Đầu tiên mình sẽ móc cái siêu này ra. Thì cái tiếng móc siêu này là cái cảm giác mà mình thích nhất. Rồi, về thiết kế thứ nhất, bên mặt trước nó sẽ là một cái thiết kế màu đen như thế này, đen bóng như một viên kim cương nhá. Các bạn có thể nhìn thấy rất là bóng. Nhưng mà tuy nhiên theo mình đánh giá thì cái tai nghe này là tai nghe giá rẻ, cho nên là cái phần nhựa nó sẽ nhanh chóng bị hỏng mờ thôi, cho nên các bạn cần phải giữ gìn, hoặc là các bạn sẽ dán cho mình một cái lớp ni lông bên đây, ra các quán dán xe vân vân đấy thì dán lên để bảo vệ được cái lớp ni lông này nó bền hơn, nó bóng hơn trong suốt quá trình thời gian sử dụng. Mặt trước là như vậy, mặt bên cạnh đây, mặt bên cạnh thì nó sẽ là một cái nút để các bạn mở nhá, nó sẽ có một phần mở thì các bạn chạm tay vào đây và mở ra thôi. Bên phải là cổng sạc micro USB, các bạn cắm sạc vào đây. Đó, bên phải là một cái cổng USB để các bạn có thể cắm sạc vào đây và sạc vào các thiết bị khác. Đây nó sẽ làm như là một cái máy pin dự phòng, nhưng mà một cái pin sạc dự phòng thôi. Với cái dung lượng 2200mAh thì các bạn có thể sạc được đầy cho một cái iPhone như iPhone 8. Đấy, chẳng hạn như thế, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 8 nhá. Ok, bây giờ mình sẽ mở nó ra xem bên trong nó như thế nào. Đây, các bạn có thể nhìn thấy bên trên này nó sẽ có hai cái ký tự L và R nhá, left và right. Ký tự nó in hình lên chứ không phải màn hình LED đâu nhá. Đấy, là bên trái và bên phải. Các bạn sẽ nhấc cái tai nghe này ra. Đó, ok, nhấc ra rồi. Đây. Thì nó sẽ có hai cái chấu sạc ở đây. Các bạn sẽ có hai cái chấu sạc này để sạc thiết bị. Đó, và đây là sẽ là hai cái chấu sạc để các bạn tiếp xúc. Cái tai nghe thì nó sẽ phổ biến như là những cái tai nghe Bluetooth thông dụng trên thị trường hiện nay thôi. Rất nhiều tai nghe đã sản xuất cái hình thức như thế này rồi. Các bạn có thể dễ dàng và nhận biết được những cái tai nghe cách sử dụng như thế nào. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là mình đang tìm xem có ký tự bên tai không, nhưng mà ở trên tai hiện tại đang không có ký tự trái và phải, cho nên chúng ta không thể biết được là nó ở bên phải hay bên trái nhá, và không biết là lắp được như thế nào. Tuy nhiên thì khi các bạn lắp vào hộp nó sẽ có vị trí như thế này, nó sẽ vừa vào cái vị trí của tai, và các bạn có thể nhìn thấy được là khi các bạn lắp vào thì nó sẽ hiển thị cái nút màu xanh đỏ như thế này để sạc. Đó. Rồi, ok. Ở đây nó sẽ có một cái phần đó là phần đèn này, đèn LED như bên này nhá, nó sẽ báo xanh đỏ như vậy để sạc. Tiếp đến thì mình sẽ thử khởi động cái tai nghe lên xem. Rồi, cái này nó sẽ là cảm ứng nhá, các bạn chỉ cần chạm vào thôi là nó sẽ lên. Đó, và sau khi các bạn chạm vào rồi, các bạn sẽ mở điện thoại lên và xem bên trong nó như thế nào. Đây, mình sẽ vào mục Bluetooth nhá, xem nó có hiển thị kết nối không. Đây, nó sẽ hiển thị là top 1 đây. Các bạn có thể thấy và kết nối vào. Ok, như vậy là đã kết nối thành công. Mình sẽ đeo tai nghe này lên. Đó, ngay sau khi đeo tai nghe lên thì nó sẽ thực hiện những cái ứng dụng như thế này. Thì tùy thiết bị thôi và tùy điện thoại thôi, nó sẽ hiển thị những cái tùy chọn cho các bạn. Đó, rất là hay và tiện như thế. Thì đây là một cái tai nghe mình đánh giá là nó là cái tai nghe giá rẻ trên thị trường. Chúng ta có thể mua được với giá chỉ khoảng hơn 100.000 đồng thôi.
Đấy, thì bạn có thể thực hiện là mua cái tai nghe này. Bây giờ mình sẽ thử cái cổng sạc nhé, mình sẽ thử cái sạc này cho các thiết bị xem nó ổn như thế nào. Ở đây mình sẽ dùng cái cổng USB như thế này để mình sạc cho con Samsung của mình. Khi chúng ta cắm sạc, các bạn cắm sạc vào này. Đó. Sau đó mình sẽ cắm sang một cái thiết bị khác. Đây. Ok. Mình sẽ tiếp tục cắm sạc bên phần bên này. Có thể là do cái thiết bị này khi mình mới mua về ra bị hết pin nhá. Mình sẽ tiếp tục cắm sạc ở bên này. Đó. Khi mình cắm sạc thì các bạn thể nhìn thấy là cái này nó hết pin, nên màn hình nó hiển thị là 00 như thế này. Đấy, khi nào pin đầy ở cái phần này nó hiển thị phần trăm bên đây, 100 là đầy thì nó sẽ sạc được sang cái thiết bị kia. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy là như vậy. Cái màn hình này nó chỉ có mỗi tác dụng là hiển thị cái dung lượng còn lại của pin thôi. Đấy, các bạn thể nhìn thấy không? Ngay lập tức khi cái này nó có pin nhá thì các bạn đã có thể sạc được cái thiết bị này. Đây, phần trăm đang sạc đây. Đó, rất là tiện. Khi các bạn đầy pin của cái thiết bị này thì nó sẽ là một cái tai nghe vừa để các bạn sử dụng trong cái quá trình chơi game, nghe nhạc, làm việc. Thì tuy nhiên thì nó cũng sẽ là một cái sạc dự phòng cho các bạn có thể sạc được trong khi nguy cấp hay những cái lúc mà cần thiết để các bạn có thể sử dụng được cái thiết bị của mình trong những công việc rất quan trọng. Tuy nhiên thì dung lượng của nó chỉ là 2200mAh thôi, cho nên là nó sẽ không được sạc được nhiều. Đó, ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm clip của mình. Đây là một cái tai nghe mà mình cảm thấy rất là tiện dụng, gọn gàng. Các bạn có thể vào trong playlist mình để tham khảo thêm các clip tiếp theo nhé. Chào các bạn.